Trường thứ ba kỳ 158 giữa tay vợt nhí Nguyễn Như Quỳnh và tay vợt quen thuộc của chúng ta Pierre Tân. Tân nhớ bóng trước, không đều. Một không. Một đều. Một, hai. Hai đều. Ở chung 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 ba đâu.
Xét hai tay vợt Peter bắt đầu là quen với nhịp bóng và bắt đầu thi đấu cân bằng hơn rồi. Sướng lên tao ơi, đúng đấy. Đéo cho, giờ đéo cho nữa, cho sướng quá. 5-3. Hú rồi, 6-3. Ba bảy. Kết thúc set 2 với lại phần 11-4 cho Pierton. Hai bên đã cân bằng tỷ số 1-1. Set đấu thứ 3. Phòng thủ rất hay. Không.
Làm gái ơi, chúc đâu rồi, chúc. Đi đâu xa như vậy? Trường thứ ba kỳ 108 giữa Pia Tân và Tây Vật Nhí Nguyễn Như Quỳnh. Tỷ số đang là 2-1 nghiêng về cho Tân. Love.